Chao. Không, nhấc lên mà không không thấy. Ok, ngon lành chưa? Chưa, mới lắp cái van khóa thôi. Lắp cái kia vô. Dây điện hả? Ừ, đi điện đi cho dễ. Cắm cố định sau lưng nó là nó chỉnh nè.
Đó, cho xả nước cái này là ngon. Xả nước cái nữa cho lên vào này ngon. Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ like, đăng ký, hãy tìm ủng hộ Chí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền. Bye bye.